Vâng, em xin lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu, ngon bổ rẻ nhưng chất lượng, đến từ một cái thương hiệu của Nhật, đó chính là Mitsubishi. Vậy thì trước mặt các bác ngày hôm nay em đang có ở đây đó chính là một chiếc Pajero Sport sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn máy dầu bản 2 cầu các anh chị nhá. Thực sự là chiếc xe này có thể được mệnh danh là ông vua của địa hình. Và nói về khả năng vận hành thì chắc chắn một điểm, nếu ai đã từng đi chiếc xe này thì chúng ta sẽ thấy là chất lượng cũng như là khả năng của nó không hề kém cạnh so với mẫu Toyota Fortuner. Mà giá tiền nếu như bây giờ những chiếc Fortuner 2010 đã đang giao dịch loanh quanh 400 thì chiếc xe này của em đời 2011 nhưng em Việt lại đang chào bán cho các bác con số dưới 400. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe ra sao sau khoảng thời gian sử dụng thì xin mời quý chị chúng ta có thể cùng em dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của mẫu Pajero Sport máy dầu số sàn này, để xem nó có xứng đáng để quý chị chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay hay không quý chị nhá. Cái bản này hai cầu thì rất là phù hợp cho các anh chị chúng ta kể cả đi ở trên những cái cung đường đồi núi đường đèo quý chị nhá. Nó khỏe, nó mạnh mẽ. Và đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào cái phần đầu xe này. Con này thì em cam kết luôn với các bác là xe nguyên zin nguyên bản nhá, không đâm đụng, không va chạm, và các bác cứ tìm ra lỗi bên em hoàn tiền như vậy chúng ta 100% không phải nói nhiều. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy ở cái phần đầu xe thì những sản phẩm của Mitsubishi thì các bác có thể thấy là cái thiết kế của nó cũng khá đơn giản ở cái thế hệ này. Hệ thống đèn pha của xe thì nó đã được trang bị chúng ta với bóng đèn bi projector kết hợp với bóng đèn xi nhan là đèn halogen. Và đây một chiếc xe hàng tuyển, các bác nhìn cho em này. Đó. Chóa đèn nó trong vắt như pha lê nhá, và kể cả những đường mép cabo các bác nhìn cho em này. Nó phải thẳng tắp tắp đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới. Đấy, xe được trang bị vòng cua lốp mở rộng. Đấy, mặt cản ca lăng thì chúng ta có logo thương hiệu Mitsubishi ở chính giữa nhé, và những cái thanh nan chrome. Đấy, nhưng mà theo thời gian mà nó vẫn còn rất là mới. Đấy, chiếc xe này thì chúng ta về vừa có thể đi gia đình 7 người mà các bác lại có thể là chạy dịch vụ cũng rất là ok. Đấy, hoặc là chúng ta chở đồ chở hàng cực kỳ là tiện lợi. Máy dầu động cơ 2.5 máy dầu thì chiếc xe này với khả năng tiêu thụ nhiên liệu chắc là chỉ rơi vào khoảng 8 lít dầu thôi cho 100 km các anh chị nhá. Và các bác nhìn em cái đèn của nó này. Cực kỳ chất lượng luôn nhá, bao zin hết cho anh chị đàn Z. Phần đèn gầm phía dưới thì chủ nhân cũ thì đã nâng cấp lên ta thành bi cầu thủy tinh siêu sáng rồi này. Đấy, mặt cản ca lăng thì chúng ta thấy là được sử dụng những cái chi tiết lưới tản nhiệt dạng tổ ong, được chưa ạ? Và các bác có thể ngắm tổng thể ngoại hình của chiếc Pajero Sport này giúp em nhá. Màu nâu rất đẹp, được chưa ạ? Xe được trang bị giá lóc để đồ trên cao này, có bậc cửa lên xuống. Chiếc xe này thì được trang bị chúng ta với một bộ la răng đa chấu nhá. Đấy, và la răng đa chấu này thiết kế lên tới 17 inch, hai phanh đĩa trước, hai phanh tay trong phía sau. Lốp thì cả dàn lốp mới tinh tình tình này, chủ nhân cũ ta vừa thay các bác xong, gai còn cực kỳ dày luôn các chị nhìn giúp em này. Đấy, nói chung là con này thì gần như là các bác mua về không phải làm gì. Đấy, đèn xi nhan bên hông nhá. Đấy, đăng kiểm dài tháng 4 2025 này. Đấy, gương chiếu hậu to bản và được ốp chrome bảo vệ. Về che mưa cũng có rồi. Đấy, chúng ta còn có cả tay lắm cửa mạ chrome. Và những chiếc xe mà cam kết cho các bác là không đâm đụng va chạm, anh chị ra kiểm tra cho em từ cái đường khe kẽ này. Đấy, nó phải thẳng tắp đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới nhá. Đấy, tay lắm cửa mạ chrome này. Và đây ạ, các bác nhìn cho em này. Nét nền lẹt, đúng không ạ? Nét nền lẹt luôn, các bác nhìn cho em đây. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Đấy, các bác mua về con này là chỉ việc đi thôi. Vâng, chỉ việc đi thôi. Đấy, xe được trang bị với hai phanh tăng chống phía sau. Đấy, đây cũng là một trong những dòng xe nổi tiếng về cái độ bền. Đấy, không hề kém cạnh so với cả Toyota Fortuner đâu. Có thể về form dáng thì không được đánh giá cao, nhưng mà nói về chất lượng, về khả năng vận hành và với những người thực dụng thì chiếc xe này các bác có thể thấy là không hề kém cạnh đâu nhá. Như em nói thì giá của nó còn rẻ hơn cả Fortuner đời 2010, đúng không ạ? Và anh chị nhìn cho em này. Vâng, đèn hậu phía sau nhé, được trang bị bóng đèn halogen, nhưng mà các bác nhìn cái đường mép của nó không một khe hở luôn. Đây là anh chị nhìn cho em này. Các bác nhìn nó chất chưa? Đấy, chủ nhân cũ đi rất là giữ gìn cẩn thận nhé. Xe cũng vừa bảo dưỡng thay dầu xong, các bác mua về chỉ việc đi thôi. Đấy, những đường mép này. Đó, phía sau tạm có đuôi gió nhé, có gạt mưa kính phía sau. Đấy, lốp dự phòng thì nó treo ở phía dưới. Đấy, xe đang mang biển thủ đô thì bên em hỗ trợ rút hồ sơ nhé, để cho anh chúng ta có thể là vào tên chính chủ. Đây ạ, cái phần đèn hậu phía sau thì bác có thể quan sát giúp em này. Đấy, cực nét luôn, nguyên zin nguyên bản, các bác có thể quan sát giúp em đây nhé. Đấy, con này là không một tì vết này, kể cả phần cản dưới này. Đó, quá ok luôn. Sơ si tổng thể bên ngoài thì gần như là các bác mua về không phải làm gì. Các bác nhìn cho em, kể cả cái nhựa ở phía dưới này nè. Đấy, nó vẫn còn đen láy luôn nhá. Cầm quay qua một chút này, các bác nhìn cho em này, cực kỳ là khô ráo này. Bản hai cầu,
Con này thì quá ok luôn, với cái tầm tiền dưới 400 thì chúng ta mua con xe này thì đi thực sự rất hợp lý. Và đây mở luôn cho các bác cái phần cốp sau này, để các anh chúng ta thể thấy độ rộng rãi mà chiếc xe này không hề kém cạnh so với cả Fortuner luôn các anh chị nhá. Đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng đến hàng ghế thứ ba, các bác gập phẳng lại thì các anh chúng ta có một khoang cốp tha hồ rộng để các anh chúng ta có thể là sử dụng trong những chuyến đi của mình. Và các anh chị nhìn xem bộ zin nguyên bản của xe này, từ cái vệt đinh tán ở khu vực máng nước này, tường ốp cốp đây. Đấy, các bác thấy chất chưa? Đó, tội gì đi Fortuner đúng không ạ? Anh chị nhìn xem cái chi tiết nhựa của nó này, rất là sạch đẹp, có cổng cắm sạc nhá. Đấy chứ ạ. Đấy, có cổng cắm sạc, các chi tiết bên này cũng vậy này. Đấy, phần trần cũng được giữ rất sạch đẹp các bạn. À, còn nếu mà trong trường hợp chúng ta sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì bác có thể là kéo cái ghế kia lại mà chúng ta sẽ có đủ chỗ để các bác có thể là đi 7 người ấy chị nhá. À, cái gió này chúng ta có thể là chỉnh tốc độ gió luôn này. Đó, khá là xịn sò đúng không ạ? Vâng, khá là xịn sò với chiếc xe này. Đấy, và từng con ốc các bác có thể thấy em cũng không một cái vặn này, chốt khóa đằng sau này. Đó, và chắc nịch luôn. Con này đi gầm bệ chắc chắn lắm các bác. Đấy, gầm cao và các bác có thể thấy là cái vòm cua lốp của nó rộng thì góc thoát của nó lớn. Thì kể cả các bác anh chị ta đi đường trèo đèo lội suối thì phải nói là cũng rất là ok. Và vậy thì đó là cái phần ngoại thất của xe nhé. Và bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chi tiết hơn thì em sẽ quay các bác cái phần nội thất bên trong để xem nó ra sao sau khi sử dụng, ok không ạ? Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của mẫu Pajero Sport phiên bản số sàn máy dầu hai cầu 2011. Các bác có thể thấy con này cũng rất là sang nhé. Vô lăng ốp gỗ, bọc da cao cấp, các anh chị nhìn này. Đấy, ba chấu. Ở đây chúng ta có gương kính chỉnh điện, có gập gương nhé. Các chi tiết tablo tapi các bác nhìn theo thời gian nhưng mà chủ nhân cũ giữ cũng rất là sạch đẹp. Chiếc xe này thì đã được chủ nhân cũ lên các bác chúng ta với một cái màn hình Android rồi. Đây em nổ máy này. Các anh chị chúng ta nghe thử tiếng máy nhé. Con này thì máy số Zintep luôn. Máy nổ rất là đanh. Công tơ bét hiện tại của xe thì 18 vạn, không quá nhiều. Con này thì có gài cầu thì các bác thể thấy là cái vị trí cầu này. Đấy, nó có một cái biểu đồ hiển thị ở đây. Được chưa ạ? Ngoài ra thì các bác còn có cả màn hình rồi này, hệ thống điều hòa này. Đấy, đầu đĩa nguyên bản của nó thì vẫn ở dưới này nhá. Đấy, con này thì trang bị số sàn là 5 cấp và kết hợp với gài cầu. Đấy, các bác thấy ok chưa? Đấy, tắp lô tắp pi cực kỳ đẹp luôn, các anh chị nhìn cho em này. Đó, con này cực chất luôn và gần như các anh chị ta mua về mà các bác thấy đấy, máy dầu đang nổ nhưng mà nó nổ êm và đanh. Đấy, không hề có tí hơi thừa luôn các anh chị nhá. Các bác nhìn cho em cái chi tiết bản lề cửa từ đây. Đó, các anh chị thấy nó chất chưa? Đấy, con này thì bao zin hết toàn tập cho anh chị nhá. Và mà tiếp tục bản tapi cửa này cũng rất là sang với các chi tiết vân gỗ và hợp kim nhôm này, tay nắm cửa mạ chrome này, bóng loáng như gương. Đấy, các anh chị nhìn xem chi tiết của nó theo thời gian này, nó còn nét căng như này, tem mác đầy đủ hết nhá. Con này là tem mác đầy đủ hết này. Và đây ạ, quay cho các anh chúng ta cái chi tiết ốc bản lề này, từ cái móc khóa này. Đấy, tem mác này. Đó, các bác thấy nó chất chưa? Thảm sàn da chủ nhân cũng làm thêm các anh chị rồi. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai thì các bác thể thấy này, nó rộng không kém cạnh Fortuner tí nào luôn. Hàng ghế thứ hai này các bác ngồi thoải mái ba người lớn. Đấy, có thảm sàn da rồi nhá. Đấy, tapi cánh cửa từ đây các anh chị có thể nhìn cho em này. Nó cũng rất là đẹp luôn và keo chỉ thì khẳng định luôn là không mất 1 cm nào nhá. Không mất 1 cm nào luôn các bác. Và anh chị có thể quan sát cho em này, tay nắm cửa này. Đấy, từng cái chi tiết bản lề đây. Cực đẹp luôn các bạn. Và chân này rất là sạch nhá. Nguyên zin nguyên bản hết từ A đến Z. Và đây tiếp tục quay cho anh chị ta cái bản tapi cánh cửa bên này để các anh chị ta có thể là quan sát cho em nhé. Đấy, bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị, không một lỗ nhỏ từ cái móc khóa đây. Đấy, cho đến các cái chi tiết các anh chị chúng ta thể là quan sát cho em. Bên này cũng vậy này. Đó, các bác thấy ok chưa? Đấy, tắp lô tắp pi này. Đấy, các anh chị nhìn cho em này, từ con ốc này, từ cái móc khóa này. Đó, nội thất cũng khá ổn theo thời gian nhé, quan trọng là nó phải zin. Đúng không ạ? Từng con ốc nó nguyên zin nhưng bản nó không có vết vặn, các anh chị chúng ta mua này về đi yên tâm. Vậy thì bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá tiếp theo thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ nhé. Vâng, vậy thì đây mời các bác chúng ta kiểm tra giúp em cái khoang động cơ của xe này nhé. Con này thì bao zin mắt từ mặt dàn cò luôn, các chị nhìn cho em này. Đây ạ, từng con ốc này. Đấy, nguyên vạch sơn nhé, từ trong hãng ra các bác nhìn này. Đấy, đây cũng vậy này, các bác nhìn cho em này. Đó, như này các chị đã cảm thấy ok chất lượng chưa? Đấy, mã số các thứ này các bác nhìn này. Số khung số máy đều đủ hết nhá. Ốc cabo đây. Đấy, phần đầu răng này các anh chị nhìn cho em cái lỗ tròn của nó này. Đấy, không bị méo nhá. Chạm máy rất là tươi. Và còn nguyên keo zin các anh chị nhìn cho em này. Đấy, keo zin nhà máy nhá. Ok chưa ạ? Con này rất là chất và mà giá rẻ. Vâng, giá rất là rẻ các bác nhìn cho em này. Đó. Và cực kỳ ok luôn. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Pajero Sport phiên bản số sàn máy dầu 2 cầu đời 2011 nhá. Máy chấm 2.5.
mà em Việt đang có. Và mức giá hiện tại showroom bên em đang chào bán cho mẫu xe này với con số chỉ có là 385 triệu. Ngon bổ rẻ đúng không ạ? Và vẫn còn có thể thương lượng được. Cho quý chị là quan tâm thiện chí thì xin mời các bác trực tiếp nhấc máy liên hệ cho em theo số hotline 0947 598 859 nhé, để em hỗ trợ và tư vấn các bác về các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với mẫu xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác chúng ta có một ngày thật vui vẻ và hẹn gặp lại các bác trong những lần báo giá trực tiếp hàng ngày tại showroom của bên em.